Bác sĩ Lin vẫn đang bận. Bạn xong việc rồi, tại sao bạn không quay lại trước? Đứa trẻ vẫn bị suy nhược cấp tính sau cuộc phẫu thuật ngày hôm nay. Xiao Zhen tuy nghiêm túc nhưng tôi sợ cô ấy thiếu kinh nghiệm, nên quyết định ở lại tối nay tôi vừa được. Bạn yêu thích tôi. Mua nồi cá hấp với đậu phụ chiên và củ cải muối khô từ nhà hàng Triều Châu, ăn nóng khi còn nóng. Tần Đại Trụy chạy đến nói với bạn. Cả buổi sáng tôi rất tự hào về bạn, chết tiệt. Sao tôi giỏi? Thế nhỉ, được rồi, tôi nghiêm túc đấy. Thực ra, trước đây bố chúng tôi luôn nói về việc có con. Càng lớn lên, việc có con càng khó. Nhưng kết quả là, hãy nhìn xem đã bao lâu rồi bạn chưa quay lại, chỉ có một vài lần, nếu bạn không nói. Tại sao bạn không nói rằng người hiệu quả này thực sự được phản ánh về mọi mặt? Nếu bạn muốn tôi nói rằng người này là siêu tự ái, nó thực sự được phản ánh về mọi mặt. Tôi đang tìm kiếm sự thật từ sự thật. Bạn nói chúng ta là hai đứa trẻ. Tôi không thể biết chúng sẽ thông minh và xinh đẹp như thế nào nếu chúng được sinh ra. Bạn nói nếu chúng ta sinh ra hai tiểu mỹ nhân, chúng ta sẽ cho chúng học hát, nhảy và piano. Dù sao thì tôi cũng sẽ dạy cô ấy cách trông giống một công chúa nhỏ. Bạn đã nói đồng ý à? Chấm hỏi, không có khả năng đó sẽ là một nam một nữ. Đừng thật dễ thương. Tôi nói cho bạn biết điều đó thực sự có thể nếu là nam và nữ. Tôi sẽ nói cho bạn biết tôi đã quyết định, giám đốc Chen. Hãy đến địa điểm cũ để ăn tối ngay bây giờ. Giám đốc Chen, đó là hôm nay cuối tuần. Cuối cùng tôi cũng có một ngày nghỉ, chúng ta có thể đổi bữa tối này được không? Chấm hỏi, anh Su và tôi đang đợi bạn ở cùng một chỗ. Tôi có một số tin tốt muốn nói với bạn, dự án của chúng tôi đã vượt qua quá trình xem xét, đúng hay sai? Thật tuyệt, tôi sẽ qua ngay. Bạn đang ăn ở đâu? Vẫn chỗ cũ. Chấm, tôi sẽ qua ngay. Bạn ăn cái này trước rồi nói chuyện sau, tôi sẽ đón bạn. Tôi lại bỏ chạy. Chấm, thật ra mục đích chính của việc gọi mọi người đến đây hôm nay là, được, chúng ta đã biết điều này rồi, đừng giả vờ nữa, tôi biết, đừng nhìn tôi. Đây là một sự kiện vui vẻ lớn như vậy. Tôi có thể giấu nó được không? Được rồi, hôm nay là, rốt cuộc thì ngày trọng đại của người lãnh đạo, phải không? Hãy nhờ người lãnh đạo nói cho chúng ta vài lời. Thôi nào, được rồi. Vậy thì tôi sẽ chỉ nói thôi, đôi lời. Ngày xưa nhà tôi cũng không khác gì phòng trực trong bệnh viện của chúng tôi, nhưng từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ khác.
Sunan và tôi có một ngôi nhà. Hôn một nụ 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 hôn hôn một nụ hôn một nào nào. Nào, nào, cùng nhau uống ly rượu chúc phúc chúc. Các vị lãnh đạo trường thọ có. Con trai. Một đời an vui, một đời an vui, một cuộc đời hạnh phúc. Chấm, bộ phận nhân sự của chúng tôi đã gửi thông tin sai. Cảm ơn. Giám đốc Chen đã đưa ra một ngoại lệ và gửi lại. Việc xem xét nhân tài đã giúp dự án của chúng tôi không bị trì hoãn vô thời hạn. Bây giờ cùng với sự đầu tư sớm của ông Su vào dự án thí điểm của chúng tôi, nó đã mang lại chúng tôi một bất ngờ bất ngờ. Vâng, ông Su là một doanh nhân khôn ngoan và muốn kiếm tiền. Cô ấy rất lạc quan về điều đó. Dự án bệnh viện hợp tác hiện đang cung cấp dụng cụ cho dự án thí điểm trụ sở chính với mức giá hợp lý. Ông Su, đây là một cơ hội tốt để quảng cáo sản phẩm của bạn. Giám đốc Chen, bạn có thể nói vậy không? Thành thật mà nói, mức giá thân thiện mà hai bạn đưa ra thực sự rất thấp. Bạn thật tàn nhẫn. Đặc biệt nếu bạn không biết liệu có sự chấp thuận của bệnh viện hợp tác hay không có thể vượt qua. Dựa trên điều này, tôi nghĩ công ty chúng tôi đang đóng góp cho ngành y tế của quê hương. Giám đốc Linh, bạn còn khó đối phó hơn tất cả những kẻ trục lợi. Xin đừng. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ trở thành một doanh nhân trong cuộc sống này. Nói chính xác thì phải nói rằng anh Su hoàn toàn tin tưởng và chắc chắn về sự thành công của dự án thí điểm của chúng tôi trước khi anh sẵn sàng làm từ thiện này. Anh rất tin tưởng vào tôi. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tóm lại, dự án của chúng ta có thể được thông qua. Thứ nhất, không thể thiếu sự hỗ trợ của lãnh đạo cơ quan. Thứ hai, không thể thiếu sự tin tưởng lẫn nhau giữa các đối tác. Tất cả chúng ta hãy nâng ly chúc mừng và làm việc khác. Làm tốt lắm. Hãy đến với Chiên Bay. Bây giờ cô ấy bị đau bụng và đã 4 tuổi. Tôi đã không đi vệ sinh trong nhiều ngày. Tôi chỉ phát hiện ra khi tôi đi công tác về. Chư Jun hứa với tôi rằng bạn sẽ bảo vệ chúng ta con. Không có vấn đề gì. Tốt, tốt. Giám đốc Leo, bác sĩ Leo, xin chào. Không cần phải lo lắng, không cần phải lo lắng. Giám đốc Leo, tôi sẽ ở đó. Tôi cảm thấy thoải mái hơn nữa. Tôi không sợ, em yêu tôi không sợ. Trước tiên chúng ta đến phòng siêu âm B, xem em bé thế nào. Chấm. Được rồi, đừng lo lắng, không sao đâu. Hãy nhìn, con của bạn, không sao đâu. Đây là trái tim của em bé. Đây là cuộc sống. Hãy nhìn, anh ấy, tay chân anh ấy vẫn cử động. Bác sĩ Leo, bây giờ anh có thể biết mình là nam hay nữ không? Chấm hỏi, tôi không thể nói cho anh biết. Bác sĩ Ly, tôi đến đây để kiểm tra cô ấy. Cô Leo, con của cô ấy rất tốt. Nhưng tôi nghĩ bây giờ sinh mổ cũng không sao. Nếu có thể thì kiên trì đến tuần thứ 37 sẽ an toàn hơn. Một số phụ nữ mang thai không thể chụp X-quang, rất khó xác định có phải không có sự tắc nghẽn. Và mức độ tắc nghẽn chỉ bằng siêu âm B, tôi đã khám cho cô ấy dựa trên bệnh sử của cô ấy. Giảm áp bụng có thể làm giảm các triệu chứng sốc của cô ấy. Chấm, tôi chỉ nói rằng, nếu cô ấy thực sự không bị hoại tử đường ruột nặng thì, chúng ta có thể hãy cố gắng mua bảo hiểm. Thực tế, cô ấy hiện đang mang thai ở tuần thứ 37, 3 tuần và 17 tuần vừa đạt tiêu chuẩn y tế. Đủ tháng của chúng tôi phải không? Thực tế, đối với những đứa trẻ sinh non sẽ có rất rất nhiều vấn đề về sức khỏe, nữa hoặc ít hơn mỗi tháng. Chấm, sau này sẽ rất khó để chăm sóc chúng. Chấm, tôi có một đề nghị, đứa bé có thể được giữ trong bao lâu mà vẫn đảm bảo an toàn cho người mẹ. Chấm hỏi, có thể được bao lâu, một tháng, một vài tuần, vài ngày, thật tốt, bạn thấy đấy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chấm, bác sĩ Lin là người ở bên cô ấy lâu nhất trong suốt 2 ngày đêm khi đứa trẻ bị bệnh nặng. Bác sĩ Lin, cảm ơn bạn rất nhiều con. Của mẹ thật may mắn khi gặp được một bác sĩ như con. Đừng nói như vậy với mẹ nhé con. Chấm, Lan đang hồi phục rất nhanh. Nếu tình trạng tốt thì ngày mai có thể được chuyển ra khỏi phòng ICU. Con của con là thực sự nhạy cảm. Cô ấy đã cư xử rất tốt và rất hợp tác với chúng tôi. Kể từ khi cô ấy thức dậy, cô ấy vẫn ồn ào và đòi hỏi. Khi bạn xem TV, bạn nói rằng bạn muốn xem trực tiếp vụ phóng tên lửa của mình.
con bạn rất nhạy cảm, nhưng cha mẹ chúng ta không làm được. Các bạn cũng thấy vậy. Tôi phải nói lại lần thứ hai, các bạn thực sự không nên tự trách mình quá nhiều. Con của các bạn đang ốm nặng. Dù các bạn không đến kịp, tôi cảm thấy tồi tệ cho cô ấy và lo lắng cho cô ấy. Nhưng nhìn cô mạnh mẽ và nhạy cảm, tôi chợt cảm thấy lời nói và việc làm của cha mẹ thật sự không thể thiếu để nuôi dạy một đứa con ngoan như vậy. Cô thật sự rất tuyệt vời. Làm cha mẹ tốt còn khó hơn làm những câu hỏi nghiên cứu khoa học. Một phút thôi, đừng để cô ấy thấy bạn khóc. Khi bạn bước vào, được không? Cô ấy rất nhạy cảm. Vậy thì hãy đi kiểm tra cô ấy. Được rồi. Bố mẹ, đừng lo lắng, con thấy khỏe hơn rồi, con có. Đói không? Con yêu tóc con đã dài rồi. Cuối tuần mẹ sẽ dẫn con đi cắt tóc. Con để tóc dài trông đẹp hơn. Mẹ quen để tóc ngắn. Con quen để tóc ngắn. Giống như mẹ con. Nhưng con trông đẹp hơn khi để tóc dài. Tóc dài, chấm. Bạn có nhớ, hồi còn nhỏ bạn bị sốt cao không? Tôi đưa bạn đến bệnh viện truyền dịch. Tôi không biết khi nào tôi rời đi. Lúc xuống xe về, tôi nhìn thấy tôi. Chúa ơi! Con gái của tôi, công chúa nhỏ của tôi, cô ấy có một chiếc lược giống như con nai trên tóc giang cô. Cô ấy trông thật tuyệt. Mẹ ơi, hôm nay trông mẹ không được khỏe lắm. Về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Dù sao con đã gặp này. Từ đầu để kết thúc con ở đây để trông chừng. Mẹ suốt ngày hôm nay, mẹ có điều gì đặc biệt muốn nói với con không? Mẹ ơi, con không còn gì để nói. Có mẹ ở bên, con cảm thấy đặc biệt nhẹ nhõm. Chấm, sự trừng phạt mà Đinh Linh dành cho bạn quả thực là không công bằng. Dù sao anh ấy cũng là bệnh viện. Cân nhắc ưu nhược điểm của anh ấy khá khó khăn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bạn sẽ luôn là người thầy đáng kính nhất của anh ấy và là bác sĩ giỏi nhất trong trái tim anh. Không ai có thể thay thế anh. Con biết con. Biết. Mẹ ơi, ăn. Nhanh đi. Về đi, con còn phẫu thuật. Nhanh lên, ăn. Một ngàn, uống nhiều lắm à? Mẹ có thấy khó chịu không? Chấm hỏi, không sao đâu, có phải không? Hôm nay bạn có vui không? Chấm hỏi, tôi vừa uống thêm hai cốc nữa, mới uống thêm hai cốc nữa. Bạn bị sao vậy? Chấm hỏi, tình trạng bệnh nhân không tốt lắm. Không, tình trạng khá tốt. Khả năng phục hồi của trẻ rất tốt. Nếu được theo dõi, chăm sóc được đưa ra, nếu đúng chỗ thì trở lại bình thường sẽ không thành vấn đề. Bạn nói bạn đã làm bác sĩ hơn 10 năm. Bạn có vui hay không đều được viết trên khuôn mặt của bạn. Để tôi nói cho bạn, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của bạn khi tôi bước vào cửa, tôi biết tình trạng bệnh nhân của bạn, nó chắc chắn không tốt. Chấm, tôi không ổn định lắm sao? Hãy đi soi gương và nhìn kỹ. Được rồi, tôi thừa nhận. Đó là vì đứa con này mà. Cô ấy đã khiến tôi cảm nhận được rất nhiều điều. Tôi lo lắng cho tương lai của chúng ta. Đừng lo lắng cũng đừng căng thẳng. Chúng tôi sẽ không sao với bạn. Đứa trẻ có thể chịu trách nhiệm này. Nhưng tôi đặc biệt lo lắng và lo lắng cho bạn. Tôi có lo lắng không? Nếu tôi không nói điều này.
Tôi quyết định rút đơn đăng ký Trần Gao. Chấm, tại sao? Bạn vừa trở về từ châu Phi và nhận được giải thưởng của Bộ Y tế, số giấy tờ kinh nghiệm lâm sàng, về mọi mặt bạn phù hợp hơn bất kỳ ai khác. Hãy để tôi nói cho bạn biết, bạn có cơ hội tốt nhất để được thăng chức đặc biệt. Tại sao bạn lại nên rút lui? Tôi nghĩ còn quá sớm để nộp đơn. Trên thực tế, tôi biết trước đây tôi không có những trải nghiệm huy hoàng như vậy, nổi bật. Chỉ có vậy thôi. Tôi thực sự đã dồn 100% vào công việc của mình. Chấm, chuyện đó sẽ nói sau, đừng lo lắng. Bạn có muốn tôi làm trưởng khoa không, có phải không? Bạn sợ bị chỉ trích à? Nianu, tôi biết bạn đang làm điều đó vì lợi ích của tôi, nhưng tôi không quan tâm đến điều này. Tôi đồng ý, bởi vì điều này quá cố ý và không công bằng với bạn. Tôi nghĩ nó khá công bằng. Bạn thấy đấy, hiện tại chúng tôi có con. Khi có hai con, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho chúng hơn. Nên tôi làm việc tôi, sẽ không làm việc chăm chỉ như trước để xin học ở Trân Gao. Khi con lớn hơn hãy nói chuyện. Tôi chân thành, chúng ta hãy nói về vấn đề này sau. Bạn có mềm lòng không? Rất nhiều người trên khắp đất nước đang tìm kiếm bạn để thêm số của bạn. Bạn có thể thêm tôi không? Bạn không thể thêm tôi phải không? Chấm hỏi, tôi không thể thêm nó. Nhưng có bạn có bao giờ nghĩ về điều đó không? Không, ai tìm mọi cách để tìm bạn. Bạn có thể đẩy nó không? Chấm hỏi, họ đặt tất cả hy vọng vào bạn. Có lẽ sự tồn tại của những người như chúng tôi là hữu ích cho người khác. Sao bai, tôi đã nghĩ về điều đó có. Lẽ chúng ta chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn, mệt mỏi hơn, thì sẽ cho người khác thấy được niềm hy vọng mới. Thật sự, bạn có thể cho tôi biết trên đời còn nghề nào đáng tin cậy hơn nghề bác sĩ không? Nghề nào viên mãn hơn nghề bác sĩ? Chấm hỏi, tại sao bạn không ngủ? Chị ơi, anh ấy vẫn chưa đến gặp tôi. Liệu anh ấy cũng nghĩ rằng tôi không tôn trọng bản thân mình? Bạn có ghét anh ấy không? Không, anh ấy cũng sợ. Quên nó đi, dù sao đi nữa tôi sẵn lòng. Tôi thích anh ấy. Nên đừng lo lắng về việc anh ấy nghĩ gì về tôi, điều đó không sao cả, nhưng ánh mắt của những người xung quanh tôi ngày nay đều như vậy. Tôi cũng nghe người ta nói rằng nếu bạn phá thai và còn trẻ mà phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, sau này bạn sẽ không có được loại người mà những người nghiêm túc mong muốn. Bây giờ đừng suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Chấm. Điều quan trọng nhất là phải chăm sóc thật tốt cho sức khỏe của bạn thân thể. Rồi chúng ta sẽ nói những vấn đề khác sau. Hãy nghe lời chị em và đi ngủ sớm nhé. Có người còn tệ hơn bạn gấp trăm lần và đã làm rất nhiều điều sai trái, nhưng vẫn có những người tốt đối xử. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ nó cho đến tận lúc phải không? Chấm hỏi, tùy vào tình hình nhưng cũng tùy vào hoàn cảnh. Nếu phải phẫu thuật trước thì bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần.
Y tá trưởng, xin hãy gửi cho tôi hồ sơ y tế của ba ca phẫu thuật ngày hôm nay đến văn phòng. Được rồi, cảm ơn. Bạn, đừng đợi tôi trong tương lai. Thật là ngu ngốc. Chấm, tôi không chắc ca phẫu thuật nào sẽ được thực hiện cho đến khi bình minh. Bạn có đói không? Làm bạn muốn tôi nấu món gì ngon cho bạn không? Chấm hỏi, nếu bạn không đói, thì đi ngủ nhanh đi. Ngày mai bạn không phải đưa con đến đài truyền hình để ghi hình chương trình sao? Chúng ta có con khi nào vậy? Tôi hỏi, lãnh đạo bệnh viện chúng ta không sắp xếp nhiều công việc cho tôi như vậy. Tôi phải ở nhà làm vợ và dạy dỗ con cái. Bạn thích con trai hay con gái? Con gái. Đủ con gái để bố hôn. Con. Con thích cả trai và gái. Nếu không, chúng ta chỉ sinh hai thôi, đừng gây áp lực cho tôi quá nhiều. Chấm, nếu tôi không làm được thì sao? Tại sao bạn không để tôi đi? Giám đốc, đây là hồ sơ bệnh án của bạn yêu cầu. Đặt chúng ở đó. Y tá trưởng. Chấm, hôm nay tôi đang gây mê toàn thân cho 20 giường. Xin hãy chú ý đến cô ấy, hơi thở và nhịp tim của tôi. Rất tốt, nếu có vấn đề gì, xin vui lòng gọi tôi là Hao. Chấm, Xiao Nan đã cố gắng thuyết phục tôi, ngay cả giám đốc Leo cũng đang cố gắng thuyết phục tôi. Đừng để tôi làm lớn chuyện hơn. Điều đó sẽ không tốt cho mọi người. Và thậm chí còn tệ hơn cho con gái tôi. Hiểu rồi. Cô sắp thi vào trường nghệ thuật. Đã vượt qua tất cả các môn chuyên môn và văn hóa, đứa trẻ này không? Tệ, nhưng tại sao lại thành ra chuyện như vậy? Đêm qua, tiểu tử mang theo nhiều tiền như vậy, còn nói rằng anh sẽ bồi thường tiền nằm viện cho đứa trẻ và chu cấp cho đứa trẻ học nghệ thuật. Cô không nói gì khác với nhà trường. Ý cô là gì? Chú. Yuwa không sao đâu, chú ấy sẽ không sao đâu. Đây là kết quả kiểm tra mới nhất. Cân bằng nước điện giải đã được điều chỉnh lại. Chúng ta có thể tạm thời hỗ trợ dinh dưỡng giải tỏa áp lực đường tiêu hóa. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tôi sợ mình sẽ không thể sống sót ở tuần thứ 37. Tôi đang băn khoăn không biết liệu chúng ta có thể bảo tồn cái thai của cô ấy rồi tiến hành phẫu thuật nội soi cho cô ấy trong tình trạng như vậy không? Sau khi thai nhi ra ngoài, chúng ta có thể tiến hành hóa trị cho cô ấy không? Chấm. Wei Tianshu đã thực hiện phẫu thuật như thế này một thời gian rồi. Đến phòng khám. Cũng được thôi, phường sớm.
Tôi sẽ hỏi anh ấy. Ông Leo, có chuyện gì vậy? Chấm hỏi, đêm qua bạn không ngủ. Chấm hỏi, tôi nên nghỉ hưu sau 27 ngày nữa. Nhưng tôi vẫn không thể chịu đựng được việc phải chia tay bạn. Giám đốc Xiao đã thúc giục bạn chụp động mạch. Tại sao bạn lại lo lắng như vậy? Bạn có thể đi dạo chỉ trong vài phút sau khi nghỉ hưu. Chấm, tôi sẽ đưa bạn đến phòng trực để ngủ một lát. Đừng đứng yên. Chấm, bạn nói, bạn sẽ đưa tôi đi ăn Xiao Long Bao ở tầng dưới trước khi bạn quay lại. Khi nào bạn sẽ đưa tôi đến đó? Sau 27 ngày, bạn có thể ăn nó mỗi ngày. Bác sĩ Yu, thật tốt khi bạn chăm sóc tôi. Bạn phải hợp tác tốt với việc điều trị. Chấm, đừng nghe nữa, bố chồng và mẹ chồng đang nói. Nhảm, họ thực sự không hiểu gì cả. Mọi người, đến gặp tôi và tôi sẽ lấy nước. Và đừng ngày nào cũng nghĩ đến chuyện đó, con. Phải lo cho con cái. Và lớn lên, con yên tâm nhé. Mẹ con ốm từ rất sớm, rồi nằm liệt giường, không còn ai chăm sóc con nữa. Nhưng khi cô ấy nằm cạnh tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi không có cảm giác như một đứa trẻ mồ côi mẹ. Đừng để con bạn thành trẻ mồ côi mẹ quá sớm. Mẹ kiếp, nói thẳng với tôi đi, bác sĩ yêu, tôi rất thích bạn. Chấm, hãy nhìn bạn trai của bạn, bác sĩ Ly thật tốt bụng, tôi thích hai bạn. Kết hôn sớm, phải không? Có con muộn. Thực sự rất khó. Bác sĩ Su, tôi đã làm điều đó cho Tang Ping đã hợp tác điều trị. Vì vậy tôi nói với cô ấy rằng tôi không quan tâm đến bí mật của người khác. Sirikai, tôi đến buổi sáng không phải để nghe bí mật của bạn, nhưng đây thực sự là một sự hiểu lầm. Tôi thực sự ở đó vì Tang Ping, không chấp nhận đàn ông nhìn thấy cô ấy. Các bác sĩ ơi, vì vậy tôi đã nói dối cô ấy rằng Li Jui là bạn trai của tôi. Và sau đó cô ấy nói, tôi sẽ nói lại với bạn, tôi không quan tâm đến những suy nghĩ nhỏ nhặt của bạn chút nào. Đừng nói những điều này, tôi sẽ không nói cậu. Lý Thụy nói cho, dù tôi có nói thì anh ấy cũng sẽ nghe, không để trong lòng chút nào. Chấm, nếu trong lòng cậu vẫn còn kích động, thì hoặc là chạy xuống lầu, hoặc tắm trong phòng nước. Chấm, đừng theo tôi nữa. Bạn đang làm gì vậy? Chấm hỏi, nếu bạn biết phép lịch sự, bạn nên gọi tôi là cô Su. Cô Su, bạn có nghĩ mình là một chuyên gia nào đó không? Hãy đưa cái này cho y tá trưởng trước. Được rồi. Xe Will. Xe Will, bạn đang làm gì mà vội vàng vậy? Ông chủ đang tìm bạn, tại sao bạn lại tìm tôi? Chắc là vì bệnh nhân. Tôi đã phạm sai lầm gì vậy? Nhìn xem, tôi đã đưa bạn cho. Ông chủ đang lo lắng, đây là bản vẽ tay của tôi, đây là bản vẽ khái niệm vẽ tay của tôi, hãy xem nó, bạn. Có ý tưởng gì không? Tối qua tôi đã viết một báo cáo và để tôi đọc cho bạn. Ung thư đại trực tràng đã lan rộng của bộ trước khi nó dần lấn lớp cơ. Nó hiện đang lan rộng qua không gian bạch huyết xung quanh các dây thần kinh thành do khối u ở giai đoạn đầu lan rộng. Tôi nghĩ lựa chọn tốt nhất của Tang Ping lúc này là sau khi điều trị bảo tồn trong thời kỳ mang thai, cô ấy đã trải qua quá trình giải nén đường tiêu hóa trước khi cắt bỏ ung thư trực tràng bằng nội soi, và cô ấy đã nhịn ăn trong 24 giờ. Sau ca phẫu thuật, cô ấy đã trải qua chế độ ăn kiêng để điều trị ung thư trực tràng. Đường Ping chịu trách nhiệm về tất cả các kết quả kiểm tra trong hai lần nhập viện. Cô ấy nghe có vẻ tốt. Chấm, cô ấy ngày càng trở nên giống một bác sĩ có năng lực. Chấm, tắc ruột đã thuyên giảm. Tôi cũng đã thảo luận với bác sĩ Wei. Tôi muốn đợi đến khi tình trạng của cô ấy ổn định hơn rồi mới thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u, đồng thời bảo tồn thai nhi. Nếu thai nhi được lấy ra sau khi phẫu thuật lúc 37 đến 38 tuần, chúng tôi mổ lấy thai, rồi hóa trị. Đây là một trường hợp rất điển hình và có rất nhiều điều đáng để chúng tôi tóm tắt. Bạn là bác sĩ đầu tiên, xin hãy tóm tắt lại. Bạn sẽ là diễn giả khi học viên tiêu biểu. Các trường hợp sẽ được thảo luận vào tuần tới. Làm sao? Tôi
Có đủ tư cách để giảng bài cho các sinh viên thực tập và thảo luận về các trường hợp điển hình. Chấm hỏi, đó ít. Nhất là trách nhiệm của những người tham dự. Bác sĩ Yu của chúng ta đã trở nên thiếu tự tin như vậy từ khi nào? Bạn không cần phải thay đổi quan điểm của mình tiếp cận ngay cả khi bạn sử dụng một chức danh chuyên môn để nhận xét về khả năng của bạn. Chế giễu tôi vì đã đánh giá quá cao khả năng và tài năng của tôi. Không, 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 lần này tôi nghiêm túc. Tôi thấy bạn rất khiêm tốn. Tôi không quen với những người điển hình thảo luận trường hợp, vì chúng tôi bắt đầu cuộc thảo luận này theo phong cách giảng dạy vòng quanh phường nên không có chức danh chuyên môn, hạn chế, chỉ là mọi người đã quen với việc có các bác sĩ trên trình độ chuyên môn đến giảng bài. Nhưng lần này tôi muốn tạo ra một bước đột phá. Bắt đầu với bạn, tôi hy vọng rằng bác sĩ đầu giường hiểu rõ nhất về tình trạng bệnh nhân của mình sẽ chịu trách nhiệm giảng dạy. Bắt đầu với tôi, bạn là người có tài hùng biện và không sợ sân khấu, chẳng phải đó là người thích hợp nhất để bắt đầu với bạn sao? Tất nhiên, sau này khi bạn viết báo cáo bệnh án, tôi sẽ cùng bạn sửa lại và thảo luận về cách làm. Thẳng vòng eo của bạn. Các em ngoan, các em đã sẵn sàng chưa? Lên sân khấu đừng nhìn vào nó, John đừng lo lắng về máy quay. Khi chúng ta lên sân khấu, giống như chúng ta thường diễn tập, bạn đã rất tuyệt rồi. Thầy ơi, tôi tin rằng bạn. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Chấm, cố lên, cố lên. Thôi nào. Chấm, đi đường cẩn. Thận nhé, bạn không nghe thấy tôi. Đang cầm nhân sâm sao? Về nhà nhanh lên. Tôi đang ở bệnh viện. Đừng lo lắng. Tất nhiên là tôi phải để mắt đến họ. Tôi có thể cứ nhìn bọn bác sĩ Tây Phương đó lại làm hại cháu trai lớn của chúng ta. Bạn cho rằng cậu bé ngu ngốc chưa run này? Vô tâm. Chấm hỏi, tôi đã cắt bỏ lá lách và đưa vợ con đến đây. Nếu bạn nói điều này không giống như việc cắt bỏ lá lách của tôi, giống như bị bùa chú vậy. Lão Lý, Lão Trương, lại đây, đến ăn những quả trứng đỏ. Ai đến? Lão Lý thợ chụp ảnh, vợ Lão Lý vừa sinh, một đứa bé, nó nặng 8 pao, 8 pao. Chúng thực sự hiệu quả, đúng vậy, chỉ mới hơn một năm và con trai tôi đã chào đời, phải không? Nó là một tay thiện xạ, hạt giống tốt cần đất màu mỡ, điều quan trọng là sức mạnh của người vợ, vâng, đến. Đến ăn, ống nghiệm thứ ba lại hỏng. Tôi nghe nói, chồng cô ấy đang đuổi theo để ly hôn, thật đáng thương. Bạn có thể trách ai? Udako Uchi, ai đã khiến tôi cư xử không đúng mực khi còn nhỏ. Bây giờ, cô gái, bạn thậm chí không biết phải nghĩ gì. Thức ăn đến rồi, ăn thôi. Chấm, xin chào, cảm ơn bạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Còn tôi thì sao? Bữa ăn của con dâu. Để tôi cho bạn xem đơn đặt hàng bữa ăn. Không có ghi chép nào về bạn trong đơn đặt hàng bữa ăn. Tại sao nó không có sẵn cho những người khác? Bạn nghĩ chúng tôi dễ bắt nạt? Hay bạn nghĩ chúng tôi có thể không trả tiền? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Không có ghi chép gì về việc cô ấy gọi đồ ăn. Tại sao cô ấy không cho cô ấy đồ ăn? Có bốn cái giường như thế này. Chấm. Cô ấy bị tắc ruột. Cô ấy đang nhịn ăn, nên không ăn được. Bạn có lý do gì cho điều đó? Tại sao chúng ta không thể ăn nếu có thể? Nhìn đây. Lệnh của bác sĩ. Nhịn ăn 24 giờ để giải nén đường tiêu hóa ở giường thứ tư. Cũng giống như lệnh của bác sĩ tối qua. Vậy là bạn có thể tối nay không được ăn cho đến sau 9 giờ.
Đây là buổi trưa, nếu bạn không đưa nó cho tôi, bạn sẽ không được phép ăn nó ngay cả vào ban đêm. Dù sao, đó là chỗ của bạn. Bạn có thể tự phụ như bạn muốn. Điều đó là đúng hay sai? Nếu có ý kiến phản đối, bạn có thể đến gặp y tá trưởng. Chấm. Tôi nên liên hệ với ai? Tôi không sợ. Tôi có nên nhờ cô ấy giúp đỡ không? Jilly, con dâu của tôi, cô ấy không có gì để ăn. Bố ơi, hôm qua con đau quá. Nhưng khi y tá nói điều này, con hình như nhớ tới bác sĩ đã nói nhịn ăn. Trí Quân về nhà lấy quần áo cho con thay. Một lát nữa anh ấy sẽ quay lại. Anh ấy nên nhớ những gì bạn nói. Họ thậm chí còn không cho bạn ăn. Bạn vẫn hướng khuỷu tay ra ngoài. Ăn hay không không quan trọng phải không? Vậy thì đứa trẻ trong bụng bạn phải ăn. Bạn làm theo. Chư Jun, hai người đều là đồ ngốc. Tại sao không? Đến đó với nhiều bệnh viện như vậy, chấm hỏi, bạn phải đến. Bệnh viện nơi lá lách của anh ấy đã được cắt bỏ. Để tôi nói cho bạn biết, Ping Ping, tôi đã nghĩ từ lâu rằng nơi này giống với của chúng tôi, người tù già họ Hồ. Là bác sĩ trưởng giường số 4, anh ấy là bác sĩ Tô. Cô ấy đang ở trong phòng mổ, chờ cô ấy xuống. Cậu có thể thương lượng với cô ấy sau. Tôi sẽ giải quyết vấn đề sau với cô ấy. Bây giờ tôi không có thời gian, chấm. Bây giờ để bạn ăn trước phải không? Bạn phải ăn, bạn không thể đói. Đứa trẻ trong bụng bạn không thể đói, phải không? Tôi sẽ ra ngoài và mua nó ngay bây giờ. Tôi sẽ mua cho em thứ gì đó ngon lành, dễ tiêu hóa và bổ dưỡng. Đợi đã, đừng lo lắng. Thầy Liệu vừa mới phẫu thuật xong, em nói Đường Pinh và gia đình cô ấy cũng như vậy, họ vẫn từ chối điều trị. Em đã nói những điều này với cô ấy ngày hôm đó. Thật lãng phí thời gian, tốt nhất bạn không nên nói ra. Bạn lại phàn nàn nữa. Thôi nào, ngồi xuống một lúc. Và để tôi, một pháp sư già tẩy não bạn. Có chuyện gì? Vậy anh bạn trẻ, bây giờ anh luôn cho rằng trò chuyện với bệnh nhân là lãng phí thời gian. Anh đang lãng phí thời gian gì vậy? Tôi nói thật với anh, bây giờ thuốc nào giải quyết được cũng là quá nhiều. Mặc dù chúng ta đã cố gắng hết sức mình, hầu hết, chúng tôi đều bất lực. Nên, việc lắng nghe và an ủi bác sĩ lúc này là rất quan trọng. Chấm, tôi nhớ thầy dạy tôi rằng, hầu hết các em đều thỉnh thoảng khỏi bệnh. Vào ngày an ủi các em đều cư xử rất tốt, chấm phẩy, để các em về nghỉ ngơi trước, hôm nay bọn trẻ mệt quá. Tạm biệt, cô giáo, tạm biệt, chấm, tạm biệt cô giáo, tạm biệt cô giáo, tạm biệt cô giáo, tạm biệt, tạm biệt cô, Su, tạm biệt, mẹ, hôm nay con cư xử tốt, nó đặc biệt tốt, hôm nay tôi quay lại nhiều lần, lần nào tôi cũng đúng, tại sao tôi... Đột nhiên lại ra ngoại ô để ghi hình một chương trình nữa. Chấm hỏi, không phải là ở đài truyền hình sao? Trường quay của có vấn đề gì đó đài truyền hình nên chúng tôi chuyển đến vùng ngoại ô. Đã quá muộn rồi, đừng vội về. Tôi không yên tâm. Cảm ơn, giám đốc. Lý. Bạn nói rằng mức độ HCG cao như vậy thực sự là một cặp song sinh. Không phải là mang thai trứng hay gì đó. Im đi. Anh đã cằn nhằn tôi hai lần trong một thời gian, bạn mới có thai cách đây không lâu. Nội tiết tố của tôi không bình thường và tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không. Dễ để có thai, nhưng... Bây giờ còn có hai cái nữa. Tôi cảm thấy loại vận may này không có thật. Ai nói với tôi rằng cặp song sinh không may mắn? Tôi chỉ lo chúng ta bận thôi, phải không? Tôi sợ rằng tôi sẽ không để đứa quan tâm đến nó. Tôi đến đây để làm việc này. Nhưng bây giờ tôi đã quyết định không nộp đơn vào Trân Gao. Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Tôi có thể đợi bạn sau nếu bạn không muốn nộp đơn vào. Li Guzhuanfei thật là một cơ hội tuyệt vời. Làm sao anh có thể để em có được tất cả những điều tốt đẹp? Đúng vậy, chỉ vài năm sau thôi. Thật không dễ dàng. Cuối cùng em vẫn là một người mẹ hy sinh sự nghiệp vì con cái. Tại sao em lại phải loay hoay? Khi có bạn đã bao giờ hy sinh chưa? Bạn có trách nhiệm phải xinh đẹp như một bông hoa suốt cả ngày. Bạn thật đáng. Nguyền rùa, nhìn bạn đi. Tôi cầu xin bạn, đừng để hai bạn đẹp như vậy. Kết quả kiểm tra của ông chủ là gì? Chấm hỏi, tôi vừa nói xong về sự bất thường nội tiết tố của gia đình bạn. Và bạn bắt đầu phấn khích. Ai nói không đến đây? Chấm hỏi, bạn có thấy tôi rất phấn khích? Không, nửa tiếng nữa tôi mới tan làm. Bạn đến sớm thế à? Để kiểm tra công việc. Tôi thấy tiếc cho vợ tôi, cô ấy không làm được. Đi làm việc chăm chỉ đi.
Chấm, tôi muốn nôn. Chấm, ống dẫn chứng hai bên của bạn gần như bị tắc hoàn toàn và tình trạng dính rất nghiêm trọng. Chấm, điều này có liên quan đến sảy thai cách đây 11 năm. Nếu phá thai nhân tạo không được thực hiện tốt, hoặc sau đó khỏi bệnh nhiễm trùng khó, phát triển thành bệnh viêm vùng chậu và nếu không điều trị hệ thống, thì quả thực có thể gây tắc ống dẫn chứng. Xin chào, anh Ly. Tôi đang tìm Sunan. Sunan không có ở đây, bạn là ai? Tôi là nhà sản xuất truyền hình. Chấm, tôi muốn bạn vui lòng liên hệ với Sunan. Chúng tôi đang ghi hình chương trình sáng nay. Chúng tôi muốn thêm một số nội dung và chúng tôi sẽ làm thích thảo luận vấn đề đó với cô ấy. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đến vùng ngoại ô của bạn để ghi hình một chương trình và phải ở lại căn cứ vào ban đêm. Ở ngoại ô không có chuyện đó. Chúng tôi đã ghi hình ở trụ sở chính cho đến 4 giờ chiều hôm nay.